ngoài cũng được, càng đường cũng được, cũng chơi gấu rồi. Ý, mẹ có chim kia. Nếu mà lêu lêu mà có súng hơi nó khử được một con lại là cùng một con dính. Làm lúc này chắc có kia dính nha. Đấy cái cứ cái con cái về nó đuổi đi, còn đi con mái nó xuống sát lồng luôn, buồn buồn đá đấy. Cũng buồn đá lắm đấy, nhưng mà vướng con thì nó đuổi đi đã. Nó không chịu tin đá. Vậy giọng sớm chết. Xuống, đấy. Đấy, con bên tay trái, trời, cánh. Đấy, 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 lên đấy. Chết đấy. Chết, chết. Thằng kia muốn đá hay không? Thằng kia mà bám lên đấy cũng muốn đá chứ. Thằng kia nó cứ đuổi. Ông đâu có bởi thời gian đi. Không, em nghĩ là hai mái đấy. Ở bên tay trái đây. Dưới dưới lồng, ngang ngang lồng. Đang men men dậy đấy. Đứng trên lóc đấy. Tầm này có người đi qua thằng quay luôn. Sút rồi, đang cúi nhìn. Đấy, sút rồi, sút. Thả người rất tự do nhỉ. Bác sĩ nhìn mái bảo hút đừng để anh dùng trước cho mặt kem. Chết, trượt ra ngoài rồi cụ ạ. À.